Thực sự là nếu mà nói về đội tuyển thì Minh Vương là một người quá đen đủi. Cứ chuẩn bị vào một giải đấu thì lại bị chấn thương. Ví dụ như là vòng chung kết U23 châu Á, một cái giải đấu mà thiết lập một lứa cầu thủ mới, cả nước biết tên, cả nước yêu quý, thì lại Minh Vương lại bị chấn thương ngay trước đó khoảng tầm một tuần nhỉ? Dạ, trước một tuần. Và trước ngày đi thi đấu M150 Cup ở Thái Lan. Hình như bị giật cơ đùi. Rách cơ đùi, sau đó là có hai người đưa ra ngoài sân và mặt em lúc đấy dường như em đã khóc. Thực sự em rất là tiếc nuối. Vì hôm nay đến hôm nay em ngồi em cũng muốn được chia sẻ với anh cái mục đích sống của em. Là em muốn là một người được truyền cảm hứng. Truyền cảm hứng qua... Nói chung là được truyền cảm hứng tới tất cả mọi người. Nhưng mà khi đứng trước cái cơ hội như thế thì em lại bị chấn thương. Nhưng thực sự anh muốn người, khi mà người ta mà muốn truyền cảm hứng thì điều đó tất nhiên là người ta phải làm một điều, được một điều gì đó để nó sẽ dễ dàng để nói chuyện hơn. Nhưng mà đây cứ đứng trước khi một cái cơ hội thì em lại bị đánh mất cơ hội của mình. Điều đấy nó làm cho em nó buồn hơn một chấn thương. Buồn không chỉ là chấn thương mà buồn hơn một chấn thương. Cho hỏi nhà truyền cảm hứng là có khi nào mình bị mất hứng không? Không, em đến bây giờ thì em vẫn suy nghĩ là dù đúng nó có những cái thời gian rất là khó khăn với em ngay từ khi em đi đá bóng bây giờ, chưa bao giờ em cảm thấy mất cái niềm cảm hứng này và chưa bao giờ em hối hận về những thứ em đang trải qua. Vâng, rồi đấy thì khi em chấn thương xong thì thầy bác Quạo cứ về phục hồi chấn thương. Một tuần sau thầy điện lại, nếu mà cảm thấy ổn, chân tay cảm ổn thì thầy sẽ đưa em sang qua bên Trung Quốc. Nhưng đúng một tuần sau thì thầy có điện cho em, thầy có nhờ trợ lý là điện cho em, nhưng lúc đấy em cảm thấy cái chân em lúc đấy vẫn đi chưa được. Mình đang nói là mình từ chối một cơ hội nhưng mà thực sự em không còn cách nào nữa. Thực sự mẹ em không, vì lúc đấy chân của em còn không thể đi được nữa thì em sẽ không thể nói là em có thể quay lại được nữa. Ngồi ở nhà chứng kiến một đỉnh cao Thường Châu, anh biết là lúc đấy em sẽ rất tiếc, rất rất cô đơn. Thực sự thì lúc đấy em cảm thấy mình rất là cô đơn, nhưng mà chính vì như thế em phải cảm ơn những cái cảm xúc như thế thì em mới nỗ lực hơn, mới quyết tâm hơn. Và đó nó cũng là một trong những hành trình mà để em phấn đấu hơn. Và một trong những cái hình ảnh đẹp nhất của Minh Vương, nó diễn ra ở ASEAN, một pha đá phạt vào lưới của Hàn Quốc, một cái tình huống ăn mừng vô cùng cảm hứng. Hãy chia sẻ với mọi người về cảm xúc của em lúc đó. Được trao cơ hội đá với tuyển Olympic Hàn Quốc thì khi mà ghi bàn đó thì cái cảm xúc của em ngay ở trên sân thì nó không quá lớn, vì lúc đấy đội đang bị dẫn trước đến 3-0, trước đó là 3-0. Thì lúc đấy thì em thực sự chỉ muốn nhanh và tiếp tục đưa bóng vào cuộc và muốn chơi làm sao có thể để gỡ hòa, có thể có thắng. Đấy là cái cảm xúc lúc đấy ở trong không thi đấu. Nhưng mà khi mà về thì thực sự cái cảm xúc ấy nó, em cảm thấy là nó, có lẽ nó là cái bàn thắng mà em cảm thấy là nó sẽ đi với em đến suốt cái cuộc đời đá bóng của em. Đấy có phải là khoảnh khắc của một sự khẳng định? Em nghĩ là đó là một khoảnh khắc của một sự cố gắng. Anh biết là em là người rất là khiêm tốn, nhưng anh cho rằng đấy là một khoảnh khắc của sự khẳng định. Sự khẳng định cho cái tài năng của Minh Vương, sự khẳng định cho sự trở lại của Minh Vương và sự khẳng định của bóng đá Việt Nam trước một cường quốc như là Hàn Quốc. Hãy kể cho mọi người nghe câu chuyện em gặp Song Heung-min như thế nào. Cảm thấy thực sự là mình là người rất là may mắn khi mà được chơi, được đối đầu với cầu thủ mà có đẳng cấp thế giới như thế. Anh ấy khác biệt với phần còn lại của những người ở trên sân. Thực sự được chứng kiến anh ấy chơi bóng đúng là một sự may mắn của em. Với những cái suy nghĩ của em thôi thì anh ấy có thể đưa cái nền đá bóng của châu Á, có thể tiếp cận châu Âu, và anh muốn khẳng định là người, với suy nghĩ của em cảm thấy là anh ấy muốn khẳng định là người châu Á mình có đủ khả năng để chơi bóng ở châu Âu. Nó sẽ làm cho em cái động lực là thực sự là không gì là không thể. Đó là điều rất quan trọng. Đấy chính là điều mà anh rất là muốn nghe ở Minh Vương. Bây giờ thì chúng ta hãy quên đi những cái ngày khó khăn, quên đi những ngày chấn thương. Bây giờ thực sự là sự nghiệp của Minh Vương đang có một cái trang tươi sáng hơn rất nhiều. Trong phòng họp của huấn luyện Park Hang-seo, ông đã chính thức nói với các trợ lý của mình là ông sẽ lựa chọn Minh Vương là người thay thế cho Đỗ Hùng Dũng.
Em không biết mà em không dám khẳng định đó là một cái tin hay như thế nào, và cái nhiệm vụ của em là vẫn phải cố gắng. Còn vấn đề về anh Dũng, em nghĩ anh Dũng là một người mà không thể thay thế ở đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Anh Dũng đóng cái vai trò thực sự là rất là quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam, và mất mát anh Dũng phải nói là thực sự là một cái mất mát rất là lớn. Và em hy vọng với là một người đồng nghiệp của em hy vọng là anh Dũng vượt qua những khó khăn này và cũng sao có thể quay trở lại thi đấu một cách nhanh nhất để cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Còn vấn đề cá nhân em hay là cá nhân ai đó sẽ được thay thế vào vị trí của Hùng Dũng thì em nghĩ là bọn em cũng phải là cố gắng hết sức. Nếu có cơ hội thì em sẽ cố gắng được nắm bắt những cơ hội này, vì em đã từng bỏ lỡ rất là nhiều, em đã từng có cơ hội ở trên đội tuyển và cũng có lý do vì sao mà 2 năm vừa rồi em không được lên đội tuyển, em đã từng đánh mất cơ hội. Anh lại hơi tò mò tại sao 2 năm vừa rồi em lại không được gọi lên đội tuyển, vì sao, đâu là nguyên nhân? Mọi người hay nói là ghi bàn nhiều hay là cái gì gì đó, thực sự đó nó không, với em một huấn luyện viên giỏi thì họ không phải là ghi những người ghi bàn nhiều đâu. Em có thể đúng, có thể em ghi bàn nhiều, nhưng mà có thể cái lối chơi của em hay là cách chơi của em ở những năm vừa rồi nó không hợp. Và em trước kia cái thiên hướng của em là nó là con cầu thủ là luôn luôn muốn tấn công chứ lại rất là lười về cái vấn đề phòng ngự. Nhưng mà khi gặp coach Zico, thầy cũng dạy cho em, chỉ cho em đi đường đúng đắn hơn. Và theo những nhìn nhận của mọi người thì em cũng đã cải thiện được rất là nhiều về vấn đề phòng ngự, và đó là những cái điểm yếu của em và những năm vừa rồi em không làm được.